Thưa quý vị Bồ Tát, hôm nay là mình phóng sanh hết năm mùng rồi. Em bật cái chế độ là phóng sanh duy trì 365 ngày, mỗi ngày 100 ngàn nha. Để cho quý vị có thể ủng hộ lâu dài, mình sẽ hùng phước. Hàng ngày ngư dân sẽ chừa ra 100 ngàn, đó là những cái con mà em đã dặn, là những con mà em đã nghiên cứu. Nó có vai trò quan trọng trong cái môi trường sống này và nó đang bị thiếu hụt thì mình phóng sanh. 100 ngàn á, thì nếu mà 10 người á, thì mỗi người 10 ngàn. Hôm qua em nói ra mấy anh chị đi đi ăn tối chung á, buồn cười quá. Phóng sanh mỗi ngày 10 ngàn. 10 người thì 10 ngàn, 20 người thì 5 ngàn. Em giới hạn như vậy, cứ 10 người em cho vô một group nha, 10 người em cho vô một group. Đủ 10 người em cho vô một group, còn người nào muốn 5 ngàn thì em cho vô group 20. Cái gì vậy? Từ từ, đừng có nôn nha, có nó nôn kìa. Ê, đau 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 đau, mình nôn quá à, rồi nó nôn quá nó nhảy lên người em luôn. Tới giờ đi làm mà nó nôn vậy, có ai mà nôn đi làm không trời. Cái này nó đi thật ra nó sướng. Mấy này nó đi nó sướng lắm. Đó, ra đường bố láo lên liền. Nó làm như con đường này của mình vậy. Con đường này sẽ là của mình nếu như quý vị, cô bác, anh chị ủng hộ em phát triển kênh YouTube Tiu, nhấn like và đăng ký. Em mới khôi phục lại rừng cây. Em mua rừng lại. Em mua... Tại thấy YouTuber giàu mua được hết á. Có tiền được ủng tiền quảng cáo ủng hộ tiền trên trời mà. Mua lại rừng, phát triển thành khu bảo tồn, thành khu vực mà ngắm chim thiên nhiên, bảo tồn lại các loài vật hoang dã trong rừng. Rồi cho mọi người đến, những người ủng hộ kênh YouTube thì mình đến tham quan. Rồi có team dọn rác thải nhựa xung quanh rừng. Rồi đó, em mới làm ra nhiều phong trào được, nên ủng hộ em là được. Còn chứ em đâu có làm kiểu khoe cũ hay khoe đi ăn chơi gì đâu. Em sống trong rừng em làm mấy việc này mà. Em đang cứu tương lai của con em quý vị. Em đang cứu cái thế giới. Dạ, em đang cứu thế giới bằng việc hóa thân thành tiên cá, chứ không phải là Superman hay là Spiderman hay Marvel ảo nha. Đang cứu chân thật các loài vật trong biển khổ. Đó. Thì có nhiều nhà ngư dân đánh bắt lắm. Mình chia ra cứ 10 người vô nhóm, vô một nhà ngư dân. Mình giải quyết việc làm cho người ta, để coi người ta bắt được cái gì mình cứu. Có món gì không con? Không. Trời ơi, cua cúm. Rồi, cảm ơn cô chú. Ở đây cứ 10 người là vô một nhóm 10 ngàn. Duy trì một năm giải quyết việc làm cho một ngư dân xong, kiếm ngư dân khác. Tại vì ngư dân càng ra nghề á, thì họ sẽ đánh bắt càng nhiều, nhà nước không quản lý được, và cá biển thì đang cạn kiệt, nên mình giải quyết việc làm như vậy. Mình mua là để phóng sanh, còn người ta mua ăn thì kệ. Hiện tại ở đây đăng chuồng thì được nhà nước cho phép đăng chuồng, đó là được cấp phép
bởi vì cái lưới của nó được quy định đúng cái tiêu chuẩn và họ phải đóng thuế cho nhà nước, nên sắp tới là chỉ đền bù cho những người đi te chích điện cá thôi, là dẹp mấy cái vụ đó thôi. Còn đăng chuồng mà để ven sông á là vẫn làm, vẫn tiếp tục cái đó, không có dẹp. Nên việc thả cá biển của anh chị vẫn có thể duy trì. Cá biển lớn đó, những con cá mà đăng chuồng em đã giới thiệu rồi. Còn chích điện cá là mình không chơi, người ta cũng sẽ dẹp. Bẫy lú thì người ta vẫn còn phát triển nha. Bẫy lú là đặt mấy cái lồng ở dưới nước. Nước đang rút phóng xanh luôn. Dạ chào cô chú, thấy anh Tèo vô chưa cô chú? Dạ dạ. Nhà chú là đánh bắt xa hơn nhà anh Tèo hả chú? Nếu mà được nhiều người ủng hộ phóng xanh vậy chắc là chú chắc phải chạy máy oxy luôn quá. Những người ở xa, ví dụ như nhiều người ủng hộ thì em sẽ hỗ trợ máy oxy cho mấy cái ngư dân kiểu này, cái thùng người ta đựng cá, tôm. Những người ở xa thì họ sẽ làm chết hết. Đi về xa là chết hết, sống không được. Dạ. Bẫy lú thì nó là như vậy. Ây, nay em thấy 21 vị ủng hộ. 21 vị ủng hộ rồi. Mày chia nhỏ tiền ra nè, để làm quanh năm, mỗi người 10.000 thôi được rồi, không cần nhiều. Người nào thích vô nhóm 20, người nào thích vô nhóm 5.000, nhóm 10.000, mấy dê gỡ ra quăng xuống hết. Dạo này lười biếng đi bơi nè, nên mới có bị dê nè. Đứa nào lười lười bơi là bị dè hết đó. Rồi chào anh Tèo. Cá. Có cá gì lạ lạ không anh Tèo? Không có hả? Có mấy con đó thôi hả? Cá bóng, cá đồ. Rồi mình xuống mình coi. Thả đây luôn đi. Chèo chèo qua cho em thả ngoài kia nước nhiều xíu xíu được không? Thả 100k à. Không nhiều. Nước nó cạn quá. Rồi. Cá đi cô. Có cá không cô? Có nè. Cho ra chỗ nước, có nước xíu không thả. Mấy con này bơi theo nha. Đứa nào lười bơi là về bị dê chó cắn đó. Đứa nào lười bơi là bị dê chó cắn hả? Dạ đúng. Bỏ suy nghĩ ra đi. Đưa cho anh hai luôn kìa. Cá bóng này sao? Chèo chèo ra có nước là được. Chèo nó quay chút hả? Dạ. Khúc này cũng được nè. Khúc này được hả? Tập chèo ra ngoài ngay chỗ
kìa. Khúc này là đây rồi. Rồi cảm ơn cả nhà nha. À có con bề bề kìa. Có con tôm tích giờ thả không? Bự không anh? Hai ba con luôn. Thì cái vậy. Vậy thả luôn đi cho nó sinh trưởng. Rồi thả đi được chưa? Dạ rồi, được rồi. Bỏ luôn hả? Dạ rồi, đếm thả. Bước xuống thả, bỏ dép xuống bước lên. Dạ. Chúng sanh quy y Phật không đọa địa ngục, chúng sanh quy y Pháp không đọa ngã quỷ, chúng sanh quy y Tăng không đọa súc sanh. Hôm nay đầu năm mới em phóng sanh cho những ai đang ủng hộ chương trình phóng sanh Hùng Phước mỗi ngày 10.000 nha. 10 người 100.000. Rồi, thả ở đây chúng ta coi. Ồ, hôm nay cá rất là khỏe và đẹp nha quý vị. Trời ơi, con này thả ra cái miệng nó ngớp con cá đó. Đây. Chúng sanh quy y Phật rồi, chúng sanh quy y Pháp rồi, chúng sanh quy y Tăng rồi, tiêu trừ nghiệp chướng khổ nha. Đó, trả về tự nhiên nha. Hên chưa, mấy này nó hên thật. Còn nữa ha anh. Rồi, cảm ơn anh. Đây có tôm tích, có cá bờn bơn nữa. À, cá bơn ngộ. Cá bơn ngộ nữa nè. Đấy. Cá